Thế là quá nhỉ. Cuối cùng thầy đã bắt được thủ phạm phá hoại đồ án của nhà thầy mấy hôm nay. Đây. Đây, các bạn thấy không? Và nhờ vào chiếc bẫy thân thánh này thầy đã tiêu diệt được nó. Rất đơn giản. Đấy. Chỉ việc này, gai bẫy này. Đấy, như vậy là gai sóng các bạn nhé. Và cho hạt lạc hoặc là cho thức ăn môi vào phía bên trong. Bỏ đây. Thế là chờ thủ phạm đến ăn môi và tiêu diệt thôi. Thầy thì có buộc thêm một cái dây thép vào đây, để trường hợp là mèo nó mà thấy thì nó không thả cả bẫy cả chuột đi các bạn nhé. Chung cái bẫy nó rất là hiệu quả nha các bạn nhé. Đấy, chỉ cần chạm vào này, các bạn để ý nhé. Đấy, chạm nhẹ vào này. Chạm nhẹ vào cái này nó đập ngay. Ok nhé các bạn. Thả múa nhé.